chào mừng các bạn đến với kênh thanh nga official và nếu đây là lần đầu tiên bạn theo dõi những cái video của bên mình thì nhớ nhấn cái nút đăng ký ở bên dưới nha hàng tuần thì bên mình sẽ tải lên những cái video để hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức về sinh lý cũng như là những cái kỹ năng về phòng the và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một cái chủ đề mà mình nghĩ rằng những người đàn ông đang lựa chọn người yêu lựa chọn bạn gái hay thậm chí là lựa chọn bạn đời à, sẽ rất là quan tâm đó là những cái dấu hiệu nào nào cho thấy một người phụ nữ nào đó họ có cái khả năng sinh lý mạnh mẽ hay là những cái dấu hiệu nào cho chúng ta biết đây là một người phụ nữ có nhu cầu cao và trong video ngày hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn một số dấu hiệu mà nó thiết thực mà các bạn có thể nhận biết bằng mắt thường và đây cũng là một cái cơ hội là không chỉ cho những người đàn ông đâu mà nó còn cho những người phụ nữ nữa để chia ạ à? để chúng ta có thể khám phá chính bản thân mình à, để cho chúng ta có thể hiểu được bản thân mình hơn và với những người đàn ông thì họ có thể là gì bắt sống được tâm lý của người bạn đời các bạn nha À, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nhu cầu tình dục của những người phụ nữ, nhu cầu hay là ham muốn ở những người phụ nữ nó sẽ thay đổi rất là lớn, nó sẽ tùy thuộc vào từng người nè, nó sẽ tùy thuộc vào tuổi tác nè, nó sẽ tùy thuộc vào thời điểm và đặc biệt đó là cái sự gắn bó hay là cái sự gắn kết trong mối quan hệ của các bạn. À, tuy nhiên cái yếu tố mà nó quyết định lớn nhất nó quyết định chung nhất tới nhu cầu của những người phụ nữ đó chính là cái nội tiết tố nữ estrogen tương tự như là cái nội tiết tố nam Testosterone trong cơ thể của những người đàn ông vậy. Đây là cái hormone mà nó sẽ chi phối phần lớn à, cái sự ham muốn, cái khả năng tình dục à, cũng như là nó ảnh hưởng tới vẻ đẹp của những người phụ nữ luôn. Thực tế thì các bạn thấy không? Nếu như mà một người phụ nữ có estrogen dồi dào, có cái nội tiết tố dồi dào thì sao ạ? À, tóc họ mượt mà, đen bóng hay là họ có cái làn da trắng mịn màng. À, rồi họ có cái giọng nói rất là ngọt ngào thì à, thoạt nhìn thì mình nghĩ rằng đó là những cái yếu tố mà do gen di truyền hay là do cái à, việc mà cô ấy có chăm sóc bản thân được tốt hay không nhưng mà thật ra về những cái phương pháp làm đẹp bên trong á, thì người ta luôn luôn chú ý tới việc bổ sung cái nội tiết tố cho những người phụ nữ bởi vì cái nội tiết tố estrogen là cái chiều khóa quan trọng nhất nó hình thành không chỉ là cái khả năng tình dục mà nó còn hình thành luôn cái ngoại hình và cái thói quen của các bạn nữa. Do đó nếu như mà người phụ nữ nào mà các bạn bị ít estrogen, ít nội tiết tố thì các bạn sẽ thấy là mình hay bị khô hạn trong quan hệ, mình giảm ham muốn trong quan hệ, thậm chí là da mặt mình nhăn nheo hay là tiếng nói mình không được dễ thương trong trẻo như trước đó nữa thì lúc đó các bạn có thể dùng cái thạch collagen này để cải thiện tình hình, nó sẽ bổ sung nội tiết cho các bạn. Còn với những người đàn ông mà chúng ta thiếu hụt nội tiết tố nam testosterone thì các bạn cũng thấy là cơ bắp của mình nó lỏng lẻo hơn, cậu nhỏ thì không theo ý muốn của mình, rồi mình cũng không có ham muốn được như trước đây nữa. thì lúc đó các bạn có thể tham khảo cái bộ đôi mã phục đan kết hợp với cái tinh hào cường lực, nó cũng là cái bộ đôi bổ sung nội tiết cho các bạn, giúp cho các bạn có được vóc dáng cũng như là cái khả năng tình dục như ý muốn và không để các bạn đợi lâu nữa mình sẽ đi vào cái phần quan trọng nhất trong cái video ngày hôm nay đó là những cái dấu hiệu nào hay là những cái dạng phụ nữ nào mà họ có cái nhu cầu tình ái rất là cao à, dạng phụ nữ đầu tiên mà các bạn phải để ý đó là phụ nữ có hình dáng đồng hồ cát các bạn có công nhận với mình rằng dù cho một người phụ nữ đó mập hay là ốm Thì nếu như mà họ có cái thân hình đồng hồ cát á, Thì người ta sẽ thu hút Rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh Thậm chí là với bản thân mình Mình là phụ nữ mà khi mà nhìn thấy Một người phụ nữ khác mà có thân hình Đồng hồ cát nó rất là vô vặn Nó rất là đẹp như vậy Thì mình cũng mãi mê mình nhìn luôn Chứ nói chi là mấy ông đàn ông phải không nào Thì không phải tự nhiên mà người ta có được Cái, cái thân hình đồng hồ cát đó Bẩm sinh đâu các bạn Thường là do cái nồng độ nội tiết tố nữ estrogen gen trong cơ thể của người ta cao, cái hóc môn này nó không chỉ chỉ định đến cái đặc điểm nổi trội về mặt giới tính mà nó còn nó còn khiến cho cái vóc dáng người phụ nữ nó mềm mại, nó rất là đẹp, nó to chỗ cần to và nó nhỏ cái chỗ cần nhỏ. À, do đó thì họ sẽ sở hữu một cái thân hình đồng hồ cát và nếu như anh nào mà đang có người yêu hay là có vợ mà à, May mắn mà được sở hữu cái thân hình đồng hồ cát này thì phải mừng thầm trong người nha. Tôi đã uh, tìm được một cái cô vợ mà gọi là lý tưởng trong cái mắt hoặc là trong cái tiêu chuẩn của phái đẹp. À dạng phụ nữ tiếp theo là phụ nữ có cái vòng 1 đầy đặn. À, rõ ràng một người phụ nữ mà có cái vòng 1 quyến rũ, nảy nở và đầy đặn là một trong những cái đặc điểm mà kích thích những người đàn ông và không phải mà tự nhiên mà những cái người phụ nữ này có thể kích thích những người đàn ông bởi vì đó là cái dấu hiệu cho anh ta biết rằng người phụ nữ này có cái nhu cầu tình dục khá là cao à, và nó cũng ngầm anh ta cũng ngầm hiểu rằng đương nhiên đây là cái điều mà người ta không có suy nghĩ ở trong đầu nhưng mà những cái hóc môn những cái phản ứng xạ tự nhiên có điều kiện của cơ thể nó cho anh ta một cái tín hiệu rằng à, đây là người phụ nữ có cái nội tiết dầu dào bởi vì phần ngực này nó có to tròn hay không thì nó được kích thích bởi cái nội tiết tố nữ trong cơ thể và cái ngực càng căng tròn thì nó càng chứng tỏ được người này có nội tiết dồi dào, sinh lực tràn trề. Đó cũng là lý do khiến cho nam giới cảm thấy là nếu như mà mình yêu một người phụ nữ mà có vòng một đầy đặn thì chắc chắn là cái khả năng sinh lý của cô ấy cũng không phải dạng vừa, phải không nào? thứ ba đó là những cô nàng sở hữu cái vòng ba nảy nở thì tương tự như cái vòng một cái sự mềm mại cái sự săn chắc cái sự to tròn của vòng ba là cái dấu hiệu cho thấy rất là rõ ràng rằng cái người phụ nữ này họ đang có cái nhu cầu sinh lý cực kỳ cao luôn và theo quan điểm từ xa xưa ông bà ta hay khi mà chọn dâu hay là chọn vợ cho con trai của mình thì ông bà ta hay để ý tới cái vòng ba của cái cô gái à, tại sao mà họ lại để ý tới vòng ba của cô gái vì nếu như mà các bạn có vòng ba nảy nở thì cái phần xương hông của các bạn nó cũng đi kèm với đó là nó nở nang hơn ngày xưa thì chúng ta không có các cái dịch vụ gọi là độn vòng ba hay là cái dịch vụ mà chúng ta đi tập gym để cho vòng ba của mình nảy nở hơn là ngày xưa là không có những cái đó và những cái cô gái mà bẩm sinh có cái vòng ba căng tròn nảy nở thì thường với đi kèm với cái xương hông của họ cũng nảy nở hơn và đó là cái tín hiệu cho thấy là họ rất là khỏe mạnh họ sinh sản tốt đồng thời là họ có thể chăm chồng và chăm sóc con cái rất là giỏi tiếp theo là những bạn mà có cái dáng đi uyển chuyển mà một cách tự nhiên thì không phải là về hình thể mà dáng đi của phụ nữ cũng là một cái đặc điểm nó rất là tinh tế mà chúng ta nhìn vào chúng ta có thể bắt bài được cái độ ham muốn của người phụ nữ đó thì những người phụ nữ mà có dáng đi uyển chuyển thì ẩn sau những cái dáng đi mà uyển chuyển mà chúng ta thấy rất là đẹp đó nó ẩn chứa rất là nhiều điều bí ẩn nó khơi gợi sự tò mò và đặc biệt là nó khiến cho người khác bị hấp dẫn rất là nhiều. Và theo các chuyên gia tâm lý hàng đầu trên thế giới họ đã làm rất nhiều cuộc nghiên cứu và họ thấy là gì? Dáng đi uyển chuyển, quyến rũ nó thường có những cái người phụ nữ thích được giao tiếp bằng cơ thể chúng ta có thể giao tiếp bằng thông qua lời nói hoặc là giao tiếp thông qua cơ thể thì đối phương cũng có thể hiểu mình muốn gì phải không nào thì đối với những người phụ nữ thích giao tiếp thông qua cơ thể thì nó còn thể hiện cái sự cuồng nhiệt và nồng nàn của cô ấy ở chốn phòng the nữa thứ năm là phụ nữ thích Diện những cái trang phục mà nó sexy một chút Những trang phục mà bó sát, khoét sâu hay là cái chất liệu xuyên thấu á, thì các bạn thấy không à, chỉ có những người phụ nữ nào mà người ta có cái thân hình đẹp À, người người ta có cái thân hình mà gọi là quyến rũ thì người ta dám mặc mới dám mặc những cái bộ này thôi còn với những người phụ nữ mà chúng ta có nhiều khuyết điểm trên cơ thể như bụng to hay là ngực chảy xệ thì rõ ràng người ta sẽ chọn những cái bộ trang phục mà nó che đi cái khuyết điểm như vậy thì với những cái cô nàng mà thích những cái bộ trang phục sexy thì rõ ràng cô ấy đã sở hữu một cái vóc dáng khá là đẹp rồi thì cô ấy mới uh, chọn thì chứng chứng tỏ rằng cô ấy có cái khả năng ham muốn cao ngoài ra cái cách chọn trang phục này nó rất là quyến rũ những người đàn ông và chắc chắn rằng khi mà lựa chọn trang phục thì cô ấy biết rất rõ điều đó nên là cô ấy mới lựa chọn những cái bộ trang phục như vậy và đâu đó thì nó cũng thể hiện được cái sự ham muốn cũng như là cái khả năng phòng the của người phụ nữ này khá là cao kiểu phụ nữ thứ sáu là kiểu phụ nữ thích À, tự tin và thích thể hiện bản thân của mình à, phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao đó, đôi lúc là họ chủ động trong cái chuyện yêu chủ động trong cái việc đòi hỏi chủ động trong cái chuyện quan hệ luôn và thường là họ là những cái người phụ nữ rất là tự tin trong đám đông hay là trong cộng đồng cũng như là trong lúc mà họ giao tiếp với bạn đời của mình và trong mối quan hệ yêu đương thì người phụ nữ này cũng là những cái nhóm mà họ khát khao được thỏa mãn về mặt sinh lý cũng như là họ rất nhiệt tình họ rất là nhiệt thành trong cái mối quan hệ kiểu phụ nữ thứ bảy là kiểu phụ nữ à, thích chủ động trong các mối quan hệ thì nếu như mà lúc nãy là cô gái tự tin thì bây giờ là là cô gái chủ động các chuyên gia tâm lý cho biết rằng những người phụ nữ chủ động thường có cái nhu cầu cao hơn bởi vì họ đã có nhu cầu cao họ không được đáp ứng trong một cái khoảng thời gian dài à, Vậy thì để mà được đáp ứng á, thì hầu hết trong những cái lần yêu thì họ phải là người chủ động cái mong muốn thường trực của họ nó thể hiện qua cái sự thông minh sự nhanh nhạy sự hấp dẫn với những cái người xung quanh đặc biệt là với những người bạn khác giới nếu như bạn là người thích quan hệ và à, thì bạn sẽ rất là phù hợp với những người phụ nữ mà có cái đặc điểm này các bạn nha thì vừa qua mình đã giải đáp cho các bạn một số những cái dấu hiệu để nhận diện một người phụ nữ có nhu cầu cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi rất nhiều.